Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 8 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ nâng cao. Chủ đề của phần 8 này là Bắc Kinh phu phu giao yến nán phim quân ở thủng theo ba lễ vụ Bắc Kinh phu phu giao yến nán phim quân ở thủng theo ba lễ ngụ. Mình giải thích cái ý nghĩa của cái chủ đề này nhé. Phu phu là phu phụ, tức là vợ chồng, bày chứng phu phu, đôi vợ chồng ở Bắc Kinh. Chéo là dạy, à khi, khi mà từ chéo này nó là động từ thì nó sẽ đọc thành thanh nhất nha. Rồi, chéo diễn ảnh phiến khuân ở thủng Phiến khuân là bần khốn, tức là nghèo khổ. Ở thủng là nhi đồng, như vậy là phiến khuân ở thổn dịch là những trẻ em nghèo khó ở phương nam duyển nản thiển quân ở thủng theo ba lễ vụ theo là nhảy theo vụ là khiêu vũ theo ba lễ vụ tức là múa ba lê mình đọc lại một lần nữa bảy chiến phu phu treo Vân nản thiển quân ở thủng theo ba lễ vụ và sau đây xin mời mọi người cùng xem nội dung chi tiết Zài Vân Nam, nà tổ xuân, Xuân là cái thôn Na Tổ Xuân là thôn Ná Đoạt Nhưng mà đây là cái cách gọi của người dân tộc thiểu số thôi Cho nên chúng ta cũng đừng quan tâm tới cái ý nghĩa của nó Na Tổ Xuân Chai dữ nạn Na Tổ Xuân Ở thôn Na Tổ Tỉnh Vân Nam dỗ liền quay bắc chiến tơ lò sư Có hai giáo viên người Bắc Kinh Bày chiến tơ lão sư Chào xuân lì tơ khải trừ theo vụ dạy cho những cái đứa trẻ ở trong thôn Chéo xuân lì tơ khải trừ hải theo vụ là thiêu vũ như vậy mình dịch là ở thôn na tủa thuộc tỉnh vân nam có hai giáo viên người bắc kinh dạy cho các trẻ em ở trong thôn khiêu vũ Trời liền quay lão sư Hai người giáo viên này Sư là 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 gì nè Bày chiến ngũ tàu sẽ duyên tờ ba lễ ngũ lão sư Bày chiến ngũ tàu sẽ duyên tờ ba lễ ngũ lão sư Mình phân tích thành từng cụm một nha Bày chiến ngũ tàu sẽ duyên là học viện múa Bắc Kinh Học viện múa Bắc Kinh rồi Ba lễ ngũ lão sư là giáo viên múa ba lê như vậy là giáo viên múa ba lê của học viện múa bắc kinh rồi kế tiếp nữa cái tên của hai giáo viên này là gì nè quan dĩ hở tha tài chi trang hiển là ông quan vu hoặc là quan ư và vợ của ông ấy là bà trương bình chúng ta lưu ý ở trong tiếng hoa đó thì chúng ta nêu chức vụ nghề nghiệp gì trước hết sau đó chúng ta mới nêu ra cái tên sao. Ví dụ như mình gửi một cái thư cho ông chủ tịch nước chẳng hạn. Ông chủ tịch nước đó tên là ông Nguyễn Phú Trọng. Thì mình sẽ gửi như thế này nè. Kính gửi chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Rồi mới Nguyễn Phú Trọng tiên sinh. Như vậy là ngược với tiếng Việt. Tiếng Việt mình sẽ nói là kính gửi ông Nguyễn Phú Trọng. Rồi chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì trong tiếng Hoa nó luôn luôn nêu chức vụ nghề nghiệp trước rồi mới nêu ra cái tên ở phía sau. Mọi người lưu ý như vậy. Cho nên ngay chỗ này nó có vài cái cách dịch khác nhau. Ví dụ như là hai vị giáo viên này là ông Quang Vu và vợ của ông là bà Trương Bình, giáo viên múa ba lê của Học viện Múa Bắc Kinh. Mình cũng có thể dịch theo cách khác. Hai vị giáo viên này là giáo viên múa ba lê ở Học viện Múa Bắc Kinh. Đó là ông Quang Vu và vợ của ông là bà Trương Bình. Mình có thể dịch như vậy. Tiếp theo nữa. Khở bầy chiến bùa thủng tơ sơ tức là kênh bầy chiến bùa thủng tơ sơ Điều khác biệt với Bắc Kinh là vô thủng là bất đồng tức là không giống á. Điều không giống với Bắc Kinh là thì mình dịch là điều khác biệt với Bắc Kinh là Bây giờ là cái gì nè? Trớ lì ta khái hình sủng. Trớ lì ta khái trở hình sủng. Những em học, những em nhỏ ở đây rất là nghèo. Sủng là nghèo. Dù xe hải có một số em lén xẻ tố mà bố chị, Lén tố là ngay cả cũng hoặc là ngay cả đều. Lén xẻ tố mà bố chị Ngay cả giày cũng đều mua không nổi tức là không đủ tiền để mua như vậy mình không đủ tiền không đủ khả năng tài chính để mua cái gì đó thì mình sẽ dùng là mai bố chì mài, chỉ". mài chỉ. đọc lại cái uh, slide này nhé hở Bắc chiến bút thủng ta sơ trở lì ta hải giờ tôi hình súng dù sẽ hải lén xẻ tôi mai bút chì Ở 2016, Zhang như vậy ngay chỗ này chúng ta lại cần lưu ý nè, khanh to là nhìn thấy. Đó chúng ta lưu ý nè, khanh to cái gì, nhìn thấy cái gì, khanh to照片，nhìn thấy cái, những cái tấm ảnh. Rồi như vậy chúng ta lưu ý là chúng ta luôn luôn tìm cái từ trung tâm của nó. Trang phiện khăn to chỉ cơ chuan rơ dĩ phu Như vậy là năm 2016 bà Trương Bình đã trông thấy những tấm ảnh rồi tấm ảnh như thế nào? Chỉ cơ dĩ phu tấm ảnh những đứa trẻ mặc trang phục của người di rồi mỹ xoan sẽ là không có mang giày rồi như vậy nguyên cái cụm này chúng ta sẽ dịch năm 2016 bà trương bình trông thấy những tấm ảnh của mấy đứa trẻ mặc trang phục của người di nhưng mà không có mang giày ở lĩnh di liêu nè trang khan to là chỉ cơ

Tức là những cái đứa trẻ mà thiếu tiền bạc này Thiếu tiền để trang trải Để mua giày mua dép Những cái nhu cầu cơ bản đó Tha phải sẵn nản xe mỹ tờ gì Tha hở trang phu Cho nên bà và chồng Trẻ tiên treo Hải Minh Ba lễ vụ quyết định dạy Cho các em múa ba lê cải biến tham ăn đời sân hủa cải biến tham ăn đời sân hủa để thay đổi cuộc sống của các em thay đổi cuộc sống của chúng mày nén tham ăn tôi chưa na tổ xuân giao hải tử mến theo ba lấy vụ mày nén mày nén tham minh tôi chưa na tổ xuân mỗi năm họ đều đi đến cái thôn na tổ này giao hải tử mến theo ba lấy vụ dạy cho các em hoặc là dạy cho những cái đứa trẻ đó theo ba lễ vụ là múa ba lê 2017 nền 1 tháng 1 năm 2017 Trang Piến và Trang Phu đại 12 cơ hải dự xuyên lên Bình Dương Trang Piến và Trang Phu đại 12 cơ hải dự xuyên lên Bình Dương bà Trương Bình và chồng đã dẫn hoặc là đã đưa từ tay là dẫn hoặc là đưa 12 đứa trẻ đi đến Bắc Kinh. Đây là hải tử mến đi ý sơ suy ta chẳng Đây là hải tử mến đi ý sơ suy thành chẳng sơ. Đây là lần đầu tiên bọn trẻ đi đến một cái thành phố lớn. Đây là hải đi ý sơ suy ta chẳng 2019 nãy 6 tháng 6 năm 2019, trang tiện xử lợi tại Tây Chính đã bà Trương Bình đã từ bỏ xử lợi đã từ bỏ. do là công việc ở Bắc Kinh. Huy Xuân, quay về với cái thôn Na Tổ. Huy Tào, nói, quay về với cái thôn liễu xe lại, quê là, vì những đứa trẻ ở đây, xe lại mà tôi phải ở lại, tức là mình có thể dịch thành sao dịch lại là, à tôi phải ở lại vì những đứa trẻ ở đây, tức là bà cảm nhận được cái tình yêu thương của chúng và cái tinh thần trách nhiệm với thời đại với tuổi trẻ gì đó, thì cái cách, cái cách diễn đạt trong tiếng hoa thường là vì cái gì đó rồi mới làm gì giống như là vì dân phục vụ hay là vì nước quên mình vậy đó cái cách nói như vậy quay là trở hải lại ta hãy chờ của bị suy xa lại năm 2020 quan ngữ và trang thiện chủ là ban er, 2020 Quan Ngữ, Hở Trang Thiện, ông Quan Vu, Quan Ư gì đó và bà Trương Bình, chủ là ban trụ 62 miệng hải tử. ru cân Họ ta sẽ sao? Ngoài cái việc giúp cho 62 đứa trẻ vào những cái trường có điều kiện tốt hơn, xin ru là vào cân Họ ta sẽ là những cái trường có điều kiện tốt hơn. hãy băng tham ăn trào to là chè chè sân hỏa phê hở sẽ phê tờ ban phạ hãy băng trù tham ăn mà còn giúp cho các em trào to là là tìm được tìm được cái gì trào to là tìm được nè. chè chè sân hỏa phê hở sẽ phê tờ ban phạ tìm được cái cách để giải quyết chè chè ban phạ là cách giải quyết giải quyết cái gì sân hỏa phê hở sẽ phê Tức là giải quyết cái tiền sinh hoạt và cái học phí. Hãy băng tham minh trò đo là trẻ trẻ sân vỏ phê, hở xế phê tờ băng phả. Trơ chỉ nén lại, mấy năm gần đây, quan nhữ hở trang phiến, ủa tan chư chỉ, treo khải trừ minh, theo ba lễ. Những năm gần đây, ông Quang vu và bà trương bình Bhutan tán là không những Bhutan tán ở trẻ là không những mà còn á không những tự mình dạy cho các em múa ba lê Bhutan tán chư chỉ treo khải trừ bên theo ba lễ ở trẻ là đồng thời hãy là còn xin là mời xin lại từ xin hỏa ta sẽ nạn khai ta sẽ hở khuynh miễn ta sẽ sân khải sẽ sĩ đồng thời còn mời như vậy là mời ai nào chúng ta thấy cái chữ màu đỏ trên là từ xiền là mời mình xác định từ trung tâm của nó là mời ta sẽ sân là các sinh viên mời các sinh viên các sinh viên thế sao nào lại trừ sinh hỏa ta sẽ là đến từ đại học thanh hoa nản khai ta sẽ là đại học nam khai hở khuynh miễn và cung minh làm gì chéo khải trường minh sẽ Sĩ là dạy cho các em học như vậy là ngoài cái việc là dạy múa ba lê ra thì các em còn phải học những cái môn khác nữa các em còn học ở trường nữa cho nên là ông bà thì dạy tự dạy múa ba lê cho các em đồng thời còn mời các sinh viên ở các trường đại học thanh hoa đại học nam khai và ở cung minh để dạy cho các em học tập nữa mình đọc lại phần này ha 这几年来，关于和张平不但自己教孩子们跳芭蕾，而且还请来自清华大学、南开大学和昆明的大学生教孩子们学习。那多村里有越来越多的孩子来学芭蕾舞。 Na Tổ Xuân Lì ở thôn Na Tổ Dù dưới lại dưới tố tơ hải trờ Ngày càng có nhiều em Ngày càng có nhiều các em Dù dưới lại dưới tố tơ hải trờ Lãi xuế ba lấy vụ Lãi xuế theo ba lễ Đến học múa ba lê Trang thiện số Tha huy y trữ Bà Trương Bình nói bà sẽ mãi Tha hội là bà sẽ di trữ là mãi Cheo hải sự mệnh theo ba lệ Dạy cho các em múa ba lê Mình đọc lại phần này một lần nữa Na tổ sinh lì Dù dê lại dê tố tờ hải giờ Lại sẽ theo ba lệ Trang biển số Tha huê di trữ Cheo hải sự mệnh theo ba lệ và đó là phần nội dung chi tiết của cái phần 8 này. Sau đây xin mời mọi người cùng nghe mình đọc lại một lần trước khi mình kết thúc bài nhé. Bắc Kinh Phu phụ Chiao Yun Nan Quân Ở Theo Ba Lễ Tại Xuân Sư Xuân Lý Tử 这两位老师 是北京舞蹈学院的芭蕾舞老师关于和他的妻子张平。和北京不同的是，这里的孩子都很穷，有些孩子连鞋都买不起。二零一六年，张平看到几个穿着彝族衣服的孩子。 没穿鞋的照片。她非常难过，很想帮这些没钱的孩子们，所以她和丈夫决定教孩子们芭蕾舞，改变他们的生活。每年他们都去纳夺村教孩子们。 挑芭蕾。二零一七年一月，张平和丈夫带十二个孩子去了北京，这是孩子们第一次去大城市。二零一九年六月，张平辞了在北京的工作，回到纳多村。 他说：“为了这里的孩子，我必须留下来。”二零二零年，关于和张平除了帮助六十二名孩子进入更好的学校，还帮助他们找到了解决生活费和学费的办法。这几年来，关于和张平。 不但自己教孩子们跳芭蕾，而且还请还、啊、来自清华大学、南开大学和昆明的大学生教孩子们学习。里有越来越多的孩子来学跳芭蕾。张平说：“他会一直教孩子们跳芭蕾。” Và đến đây thì mình xin kết thúc phần chính.